Của cô nói chuyện như phụ nữ với nhau phụ đi. Phụ nữ với nhau hả? Người phụ nữ đó rõ ràng là nhân cách loại ba mà. Cô ta rất quan tâm việc người khác nghĩ mình như thế nào. Cô ta là người mà chú cần phải tránh xa bằng mọi giá đó. Nếu cứ như vậy, khả năng cao là cô sẽ ở lại với chúng tôi. Hemi chắc là rất thất vọng về cháu. Mô hình tôi chọn là công viên mang một câu chuyện. Cô chưa bao giờ đến công viên trung tâm hay sao? Cô Gina. Xin lỗi. Tiến sĩ John ở đâu vậy? Tiến sĩ John hả? Anh ta ở đằng kia. Đằng kia hả? Tiến sĩ Dương. Cô Gina. Anh chàng suối quẩy. Cô Gina. Sao anh lại ở đây vậy hả? Tôi cũng không biết. Cô cũng đến đây nữa. Tôi còn nghĩ là người khác đến nữa đó. Vậy thì có phải anh là, có phải anh không phải là bác sĩ hạt giống đúng không? Phải, đúng rồi, bác sĩ hạt giống đó. Là anh hả? À, là anh thiệt hả? Ừ. Ôi trời, ôi bà tử của tôi. Anh thật sự là bác sĩ hạt giống sao? Dạ. Vậy sao anh lại nói dối tôi hả? Sao chứ? À, chuyện đó tôi đâu có cố ý nói dối cô đâu. Tôi chỉ là không có cơ hội để nói cô biết thôi. Anh cũng có cơ hội sao? Cô Gina, tôi xin lỗi, tôi không cố tình nói dối. Quên đi, hãy tiến hành công việc đi bác sĩ à. Ờ, gì vậy nè? Trời mưa rồi. Đợi đã cô Gina. Tôi sẽ cởi cái áo này cho cô. Nguy hiểm lắm đó cô Gina. Ơ, cô Gina à, mặc nó vào đi. Như thế này cô sẽ bị bệnh. Buông đó. Buông đi, buông ra đi. Cô Gina à, cô không sao chứ? Để tôi yên đi mà. Làm ơn mà. Cô Gina, mặc vào đi, đừng làm khó bản thân nữa mà. Leo lên lưng tôi đi, nhanh lên. Cô Gina à, tôi xin lỗi nha, đợi tôi một chút. Cô Gina, vào trong đi. Ờ, tôi bắt xe buýt được mà. Tôi sẽ đi. Đợi đã. Cô không muốn bàn công việc với tôi hả? Ờ, vào trong.
Sự vô bài album đầu tiên hả? Không một năm gì sao? Cô cũng thích họ hả? Nếu cô muốn, tôi sẽ chép cho cô một bản. Tôi có nhiều băng trắng lắm. Băng trắng hả? Ờ. Ôi, cái gì vậy? Quản lý Ô. Dạ, quản lý Ô à. Dạ, tôi gặp anh ấy rồi nè. Dạ, không có vấn đề gì đâu. À, dạ. Sau đó hãy về nhà rồi báo cho cô tình hình sáng mai sau. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, được rồi. Dạ. Cô lạnh hả? Đây đã. Mạnh quá. Xin lỗi nha. Hãy dùng cái khăn này để lau người đi. Cái này không phải là dễ dơ hả? Không, không phải đâu. Cô dùng đi mà. Vậy đi nha. Cô cài dây an toàn vào đi. Mau gắn dây an toàn vào. Anh có thể tăng tốc lên không? Đâu có xe nào đâu. Tôi không thích chạy xe nhanh. Cái này anh đã nhận được thông tin về công ty rồi đúng không? Đúng vậy. Tôi nhận được email rồi, nhưng mà vẫn chưa kịp đọc nó. Cuối tuần này hãy gửi hạt giống cho chúng tôi nha. Tôi phải check mail trước đã. Chỉ là tôi không thể mắc sai lầm được. Tôi sợ sẽ quên mất. Dạ, anh cứ làm vậy đi. Với lại tôi hy vọng ở công ty cô sẽ không nhắc tới tôi. Tôi cũng không muốn nói gì về anh đâu. Chuyện quái gì chứ. Anh bật định vị đi. Xe của tôi không có thứ đó. Vậy dùng điện thoại di động thôi. Điện thoại của tôi cũ lắm rồi. Hát Đông Gan Ninh, ngã tư Hát Đông. GPS sẽ chỉ cho anh biết là phải đi đường nào đó. Hãy làm theo chỉ dẫn đi. Làm theo đi. Đừng có đi đường khác đó. Phải nghe lời nó. Được rồi. Anh nghỉ một chút, uống cà phê đi. Em làm việc trễ vậy?
Em đã nói là em muốn được anh công nhận mà. Còn bữa tối thì sao? Em muốn ăn cùng với anh nên tìm được một quán mì Ý rất là đẹp đó. Anh có muốn đi không? Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa xong việc đâu. Anh đã định gọi đồ ăn nhanh rồi. Đồ ăn nhanh sao? Đúng rồi, là bữa tối kiểu gia đình, mùi vị giống như ở nhà vậy. Như thế được nấu ăn và tình cảm của mẹ vậy đó. Em có hiểu ý anh không? Với lại bữa tối đặc biệt đó chỉ giá 3.000 vôn thôi. Không phải là tuyệt vời sao? Giám đốc ai em lại đi ăn bữa tối trị giá 3.000 won sao? Như vậy mà được hả? Em không muốn anh làm việc mà phải ăn thứ đồ ăn rẻ tiền đó đâu. Anh có muốn dùng thẻ thành viên của khách sạn nhà em hay không? Làm việc trong phòng thương gia, lúc nào mệt thì tới spa và ăn đồ ăn do bếp trưởng nấu, như vậy không tốt sao? Em muốn anh được làm việc thoải mái như vậy đó. Rất cảm ơn em, nhưng mà hôm nay không được rồi. Lần sau chúng ta tới đó sau nha. Cùng ăn đi mà, chúng ta cùng ăn đồ ăn nhanh. Không sao đâu, em không cần phải làm như vậy. Anh xuống trước, làm việc chăm chỉ nha. Đi tiếp 50 mét nữa thì rẽ phải. Cô Gina, tôi nghĩ là GPS sẽ chỉ anh biết là phải đi đường nào. Hãy làm chính xác theo những lời hướng dẫn đó. Đừng có đi đường khác biết chưa? Cô Gina à? Chúng ta đến nơi rồi hả? Đúng vậy, theo cái này thì chúng ta đã đến rồi. Cô thấy sao? Chúng ta đang ở đâu đây? Hắc Động. Không được. Đưa điện thoại cho tôi. Hết đông. Lạnh quá. Hết đông hả? Chúng ta đang ở hết đông. Khởi động xe đi. Hết đông hả? Pin của tôi.
Alo. Quản lý Hồ à, tôi Gina đây. Gina hả? Chuyện gì? Tôi xin phép đến muộn một chút được không? Muộn hả? Muộn bao nhiêu? 30 phút sao? Không chính xác lắm, nhưng mà hơn 3 tiếng được không? Gì chứ? 3 tiếng hả? Cô đùa hả? Cô tới báo cáo cho tôi thì tôi mới báo cáo được chứ. Tôi tưởng cô đang gặp bác sĩ hạt giống mà. Xin lỗi chị, tôi sẽ đến sớm nhất có thể mà. Sao? Đến hả? Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở bãi biển. Gì chứ? Alo. Alo. Cô bị đâm xe hả? Trời ơi, cô làm tôi sợ muốn chết nè. Lái xe gặp tai nạn hả? Cô phải lái xe cho cẩn thận chứ. Được rồi. Cứ lo chuyện đó đi. Được rồi. Cô ấy gặp tai nạn rồi. Cô Yuvina đó. Trên đường đi làm, cô ấy đâm phải một chiếc ô tô luôn. Dù sao thì nhân viên tập sự mà lại lái xe đi làm sao? Ga tàu điện ngầm gần mà, sao phải lái xe làm gì chứ? Tôi biết, cô ấy không giống như một viên chức cao cấp. Xin hãy đến ngọn hải đăng ở Hắc Đông có được không? Cái đó... Alo? Đi thôi. Bình... Bình... Sao chứ? Hết pin, hết pin mất rồi. Pin của tôi cũng hết rồi. Không phải cái pin đó. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, hãy xử lý nó Seoul nha. Tôi nói xuất phát mà. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể cho xe chạy được đâu. Tại sao chứ? Tại sao vậy? Vấn đề là gì vậy hả? Cái đó, pin này hết rồi. Tại sao lại là mình chứ? Tại sao chứ? Tại sao lại trên cái hòn đảo này chứ hả? Sao phải ở đây vậy? Cô Gina, cô thích hải sản hầm cay không? Hải sản hầm cay? Anh nói hải sản hầm cay hả? Ừ, đúng vậy. Nơi duy nhất mở cửa là cửa hàng hải sản hầm cay đó. Nghe rõ đây. Tôi thật sự rất ghét hải sản hầm cay đó, biết chưa? Tôi ghét hải sản hầm cay bất cứ thứ gì trên thế giới này đó. Dù cho cô có ghét, cô cũng nên ăn chứ. Hãy giận dữ, sau khi ăn đó tôi sẽ chịu bất cứ cái gì cô nói. Nhưng mà cô cần phải ăn. Tôi ghét nhìn thấy cô đói lắm. Đi thôi. Hai người dùng cái gì vậy? Ngoài món hầm cay ra, cô còn có gì ngon không vậy? Chúng tôi chuyên về món hầm cay thôi. Cô ơi,
cô có quả dở không vậy? À, mùa này đang là mùa của chúng đó. Vậy hãy cho chúng tôi một phần nhỏ được không? Và hai bát cơm nữa. Dạ. Quả dở là món gì vậy? Anh sẽ thấy thôi. Một con cá thật sự rất xấu xí đó. À. Nó thực ra được gọi là quả biển xù xì đó. Nhưng vì nó quá xấu, cho nên mọi người gọi nó là quả dở. À, quả dở hả? Thật sự con cá xấu xí này còn tốt hơn là món hầm hải sản cay đó. Điều quan trọng nhất, tất cả chúng đều được đánh bắt tự nhiên. À. Cô biết mọi thứ luôn hả? À, tôi có một ngôi nhà nghỉ hè ở gần biển mà. Vậy nên tôi ăn nó hết lần này tới lần khác luôn. Cái này đã được nấu trước rồi, hai người có thể ăn. Nhìn ngon quá à. À, cho bọn cháu cái giá và cơm nữa cô. Dạ. Ngon nha. Cảm ơn cô. À, tôi xin lỗi. Đưa nó cho tôi đi. Hả? Anh thậm chí không biết làm sao để ăn cá nữa. Đây. Ở đây lại nóng như vậy chứ? Sao nóng vậy? Cảm ơn cô. Tôi đoán là sao tất cả chúng ta cũng ăn hải sản hầm cay rồi. Đợi đã. Cũng một thời gian rồi từ khi mình uống cà phê ở máy bán hàng tự động bên biển đó. Thật không tệ mà. Cô Gina à, cái này là gì vậy? Anh muốn tôi mang cái này hả? Đúng vậy. Tại vì chân của cô đau mà, vậy nên cô nên mang cái này đi. Thật may quá họ có bán dép giày ở đây nữa. Đây là thiết kế duy nhất của họ hả? Ít nhất nên là thứ có thể mang được chứ. Làm sao tôi có thể mang cái này với bộ đồ này? Tôi xin lỗi. Vậy tôi sẽ tìm cái khác cho. Đợi tôi một chút nha. Ồ, họ sửa xe xong rồi nè.
Đi thôi, đổi đôi đó đi, nhanh lên. Đợi đã, chúng ta cần phải nhanh lên đó. Đi thôi, lên lưng tôi đi. Anh ta rõ ràng là anh chàng số 7 mà. Đưa cái đó cho tôi đi, nhanh lên. Vậy tôi sẽ bắt đầu chạy nha. Tôi sẽ nói gì ở công ty đây? Cô đã chịu vất vả nhiều rồi. Anh cũng vậy mà. Ôi, đói bụng quá. Mấy giờ rồi ta? Chị muốn ăn gì không? Tôi mời đó. Cô mời nữa hả? Cô lại mời nữa sao? Không phải, cô đã chúng tôi nhiều lần lắm rồi sao? Không sao đâu, đừng lo, mình đi ăn cái gì ngon ngon. Chúng ta đến chỗ salad tự chọn. Tôi thích nó lắm đó. Không phải là cô bỏ ra quá nhiều tiền hay sao? Tôi biết gia đình cô rất giàu có mà. Thật tốt khi được làm bạn với cô ha. Gia đình của Gina cũng giàu mà không dẫn chúng ta đi ăn lần nào. Đó là tính cách cô ấy. Nhưng mà Gina bị tai nạn xe nặng lắm sao? Suốt buổi sáng tôi không thấy cô ấy đó. Cái đó cô ấy nói cô ấy tập vật lý trị liệu và chắc tốt thời gian thôi. Cuộc sống này thật là nhàn hạ. Có thể cả đời này cô ấy phải nghỉ ngơi rồi. Hôm qua xem cô ấy thiếu năng lực như thế nào kìa. Đừng quá khắc nghiệt với cô ấy, cô ấy cũng đã cố gắng hết sức. Christina, tôi không nghĩ là tôi sẽ có thời gian để ghé qua cửa hàng. Tôi đã tự hái chúng ở gần bờ biển bằng lăng tím đó. Nhận nó đi. Bằng lăng tím cái gì chứ? Cảm ơn cô Gina, vì đã cho tôi nhìn thấy biển một lần nữa. Ô, anh dọa tôi muốn chết luôn đó. Cả đêm qua cậu đã làm cái gì và ở cùng với ai hả? Tại sao cậu lại hoảng sợ như vậy chứ? Tôi đã đến biển. Cái gì? Biển hả? Tôi không đến đó vì tôi muốn, mà tại vì đó là vì cô Gina ngủ say quá. Ngủ say? Thì nè, hả, cậu đã làm cái gì với một phụ nữ đang ngủ say trên biển hả? Chúng tôi đi ngắm mặt trời mọc. Lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên của cậu sao? Tôi chẳng ngủ được một chút nào. Tôi cần đi ngủ một chút đây. Nè, cậu phải nói cho tôi biết có chuyện gì chứ. Nè, chủ tịch, ngài có muốn bồi kẹp trong nắng không? Không, cảm ơn. Mặt trời rất là tuyệt.
Tất cả đều là vitamin D đó. Cậu đã liên hệ với các cổ đông chưa? Dạ rồi. Có vẻ như hai người trong số họ muốn bán cổ phần. Nhưng mà vấn đề ở đây là, nếu chúng ta giả định là ngài sẽ có được tất cả cổ phiếu đó, ngài sẽ có hơn một nửa cổ phiếu của công ty đó. Nhưng nếu thượng nghị sĩ Jung có được tất cả cổ phiếu, ông ấy sẽ trở thành người nắm hơn một nửa số cổ phiếu của công ty. Thượng nghị sĩ Jung đang thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc nghỉ hưu của ngài đó. Đặc biệt là gần tại đây. Tại sao ông ta lại quan tâm tới việc tôi nghỉ hưu chứ? Ngài cũng biết là con gái ông ta đang làm việc trong công ty của chúng ta mà, đúng không? Ông ấy đang cố gắng mài mối của ấy với giám đốc Càng và khiến cho con rể của ông ấy thành tổng giám đốc. Và đó chính là kế hoạch của ông ấy đó. Nhưng dù sao, ngài không nghĩ giám đốc Càng sẽ có được chức vụ đó, có đúng không? Vấn đề là giám đốc Càng sẽ trở thành tổng giám đốc với tư cách là con trai của ngài hay là con rể của thượng nghị sĩ Dung. Ngài và thượng nghị sĩ Dung rất là khác nhau. Thiệt là, tại sao cậu lại bao qua như phụ nữ vậy? Chết tiệt, chỗ này chắc chắn là có địa thế xấu rồi. Lần trước ngài đã bắt được rất nhiều cá ở đây mà. Tôi có nên nấu một chút mì không? Thôi, chúng ta chỉ có rau củ thôi. Chỉ ăn mỗi salad cũng không sao chứ. Vậy là đủ rồi. Vậy ra cô là người ăn chay hả? Không, tôi chỉ ăn kiêng thôi. Gì chứ? À, tôi ăn hầu hết là rau củ đó. Nhưng tùy theo hoàn cảnh mà tôi lại ăn một ít cá và thịt. Là sự kết hợp của phương pháp ăn kiêng và ăn chay. Thôi, tại sao cô lại sống như vậy chứ? Tôi không có bất kỳ lý do gì khác. Tôi chỉ muốn có thể ăn thức ăn giống người đàn ông mà tôi thích thôi. Cô quá khác so với ngoại hình bên ngoài đó. Nhìn có vẻ cô sẽ hạ mình với người đàn ông bên cạnh. Cô chắc hẳn là một người lãng mạn ha? À, là một người lãng mạn chẳng có ích lợi gì hết á. Đàn ông sẽ cảm thấy bị áp lực bởi những cô gái như vậy thôi. Mấy đứa phải khôn ngoan như chị để có được một người đàn ông đẹp trai đó, có hiểu chưa hả? Dạ đúng vậy. Mọi người không tin chị sao? Nè, mọi người có nhìn ảnh của chồng chị chưa? Xem đi, mọi người sẽ bị sốc đó. Wow. Làm sao chị có thể có được người đàn ông đẹp trai vậy chứ? Chị có rất nhiều đất đúng không? Mấy cái cô này, mấy cô có muốn tôi nói ra bí mật hay không? Dạ. Dạ. 12 món ăn phụ. 12 món phụ sao? Đàn ông thường hay suy nghĩ diễn dông gì điều đó lắm. Hãy nghĩ ra một bữa ăn với 12 món phụ. Không phải chỉ tới nhà hàng thôi sao? Đó chính là vấn đề của cô đó. Tôi sao? Ngay trước mặt anh ta cô phải biết diễn một chút như chứ. Như thế nào hả? Ai, chết mất thôi. Ai, chúng ta làm quảng cáo là có ích của nó mà. Hãy đóng một quảng cáo ngay trước mặt anh ta đi. Ai, lại đây. Đầu tiên là thuê một căn bếp. Dạo này có rất nhiều trường quay nấu ăn đó. Sau đó cẩn thận đưa chiếc tập về vào. Buộc dây bi băng vào biết chưa? Quan điểm mà tôi chọn là hãy tự nhiên như chính nó vậy. Mọi người hãy thật sự thư giãn nha. Chúng ta nghĩ về chuyện chúng ta nên làm việc như thế nào thôi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ mình nên nghỉ ngơi như thế nào hết. Một nơi chúng ta có thể tìm thấy được sự nghỉ ngơi. Một nơi mà chúng ta có thể đi bộ, nói chuyện và tạo ra kỷ niệm nữa. Một nơi có thể đem tới niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Một công viên nơi mà con người và tự nhiên hòa hợp. Một công viên với một câu chuyện. Xin lỗi. Tôi nghe nói cô bị tai nạn xe hơi, không sao chứ? Tôi không sao.
Nhìn cô không ổn lắm đâu. Bây giờ có thể cô không cảm thấy gì, nhưng sau này cô mới cảm thấy đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bờ biển hả? Tôi đã tới sai địa điểm. Chúng tôi định tới Hành Đốc, nhưng mà chúng tôi lại tới Hách Đông ở Nangun, và xe bị chết máy nữa. Vậy là cô ở cùng bác sĩ hạt giống đó cả đêm hả? Tôi xin lỗi. Không phải như vậy đâu. Không giống như vậy chỉ là tưởng tượng đâu mà. Tôi có tưởng tượng cái gì đâu chứ. Ý tôi, dừng chuyện ngớ ngẩn này lại và đi theo tôi nè. Kể chi tiết hơn cho tôi đi. Sao? Anh ta nhìn như thế nào? Tôi cần biết anh ta cao hay thấp. Thì anh ta nhìn giống ai vậy? Johnny Depp. Gì chứ? Johnny Depp hả? Sao cô dám so sánh anh ta với tình yêu Johnny Depp của tôi chứ hả? Cô phải nhìn cẩn thận chứ. Đừng có khiến tôi sốc như vậy hả? Cô chắc không? Giống Johnny Depp thiệt mà. Cô chắc hả? Cô biết anh ta là ai không? Ôi trời ơi. Ôi trời. Hai người làm gì ở đây vậy hả? Không khí tốt thiệt đó. Chúng tôi chỉ đang tập thể dục và hít thở thôi. Hai cô đang tìm cái này hả? Tôi thường đem theo hai ly cà phê khi mà tôi tới đây. Họ nói rằng cà phê uống ngon hơn khi mà họ uống cùng tôi. Những người phụ nữ nói vậy đó. Dạ không sao đâu. Nếu ở khách sạn chắc thấy không thoải mái lắm. Dạ không cần. Nhưng mà nếu chú cứ khăng khăng như vậy, cháu sẽ chấp nhận. Dạ. Hơi mi sao? Cháu không biết nữa. Đáng lẽ ra em ấy nên nói với cháu, cháu sẽ ăn tối với em ấy sau. Cháu xin lỗi. Khi cô ấy làm việc muộn, cháu sẽ lo bữa tối cho Hemi. Dạ. Dạ. Em có thể nói chuyện điện thoại thoải mái với anh không? Mọi người không biết đâu. Em đoán là anh nói đúng. Tối nay em có thời gian rảnh không? Dạ, tối nay em rảnh. Vậy thì tối nay anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi đâu. Bất cứ nơi nào, bất cứ thứ gì. Đúng như em muốn. Em thích chứ? Dạ, em rất thích. Nè nè, cậu bỏ cái này xuống đi, nói chuyện đã chứ. Nói chuyện hả? Trước khi tới gọi cảnh sát thì ra ngoài đi. Đi đi đi. Nè. Đi đi đi, ra ngoài đi. Nè, đừng làm vậy chứ. Chúng ta sống cùng nhau đi. Cậu không cần sống trong một ngôi nhà to như thế này một mình đâu. Cậu điên rồi đúng không? Hả? Ra ngoài. Ra ngoài đi, nhanh lên. Ra ngoài mau lên. Biến đi. Nè. Ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Đi đi. Nhanh lên, đi ra ngoài đi. Vậy mình không còn lựa chọn nào nữa rồi. Mình nên gọi cho mẹ cậu chứ. Mẹ. Hãy đánh đổ tất cả mọi thứ và kết thúc ở đây đi. Không được. Đợi đã. Bây
giờ em có thể sống rồi. Anh chắc là đói lắm rồi. Đáng ra chúng ta cứ nên đến ngay từ đầu. Lần tới em sẽ luyện tập và chuẩn bị 12 món ăn phụ. Anh sẽ không phải chờ 12 lâu đâu. 12 hả? Tại sao chúng ta không bắt đầu khoảng 5 thôi? Nhưng mà tại sao đột nhiên anh lại muốn ăn tối với em vậy? Cái gì? À, anh cảm thấy hơi tệ khi chúng ta không ăn tối được với nhau hôm qua. À, em hiểu rồi. Thật là may. Tại sao lại là may chứ? Em đã nghĩ có thể ba yêu cầu anh làm chuyện này với em đó. Điều đó thì có gì không phải sao? Em không thích ba em làm những chuyện như vậy cho em đâu. Nhưng cũng không tệ nếu nhận sự giúp đỡ của bố em, có đúng không? Có lẽ vậy. Khi em còn nhỏ, em đã trồng ít hạt dâu tây đó. Nhưng mà một đứa nhóc, em thích thú ngắm nhìn dâu tây lớn. Mỗi sáng em tỉnh dậy sớm để tưới nước cho nó. Và em đã chăm sóc cho nó hết sức cẩn thận. Và một ngày, một bông hoa trắng nở ra, một quả dâu tây bắt đầu chồi ra. Em đã nghĩ mình đã làm được điều đó, vậy nên em đã vui mừng khôn xiết. Nhưng mà em phát hiện ra rằng ba em đã làm điều đó để làm cho em hạnh phúc. Ba đã đào những cây non em trồng lên và trồng thay vào một cây dâu tây đã có hoa. Trước khi em có cơ hội để tự mình làm bất cứ điều gì, đó là cách của ba em. Dù như vậy, em vẫn có cây dâu tây mà em muốn. Vấn đề là dâu tây đó không phải là dâu tây của em đâu. Ngày hôm đó, em đã hét lên với ba rằng em muốn tự mình làm những điều em muốn. Em đã khóc rất nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng em lại sợ hãi rằng em sẽ thay đổi. Thậm chí nếu nó không phải là của em, nếu em có thể có được nó, em có thể sẽ muốn có nó. Có lẽ chuyện đó đã được quyết định rồi. Có lẽ mình sẽ sống giống như vậy trong suốt phần đời còn lại của mình. Có lẽ cuộc sống của mình cũng đã an bài rồi. Có lẽ mình là người duy nhất không biết điều đó thôi. Tại sao cậu lại buồn chán vậy chứ? Mình đã bị loại khỏi dự án đầu tiên luôn đó. Buồn thiệt đó. Cậu bị loại hả? Không sao đâu, cậu có thể làm tốt lần tới mà. Quên những gì xảy ra đi, nghĩ về điều sắp tới. Cậu không thể biết trước tương lai được, nhưng mình chắc nó không hề an bài. Cuộc sống không thể tàn nhẫn vậy được. Phải vậy không? Mình tắt đèn đây. Chúng ta cần phải tiết kiệm nếu cả hai sống ở đây. Cuộc sống giống như là chiếc hộp sô-cô-la. Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng bạn sẽ biết được gì của nó trước khi ăn. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn không bao giờ biết được bạn sẽ nhận được kết quả cuối cùng cho đến khi bạn cố gắng hết mình và nhìn thấy nó cho đến cùng. Nhưng ngay cả khi sô-cô-la bạn vừa ăn là một viên mùi rượu đắng, thì bạn cũng đừng vội thất vọng và cảm thấy suy sụp.
vì điều đó có nghĩa là vẫn còn rất nhiều vị sô-cô-la ngọt ngào nữa. Đội công viên Nori, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp. Mau lên, nhanh lên, nhanh chân lên. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có vẻ nghiêm trọng. Rồi sao nữa? Cậu nói cậu không thể làm việc này sao? Tôi xin lỗi. Lý do? Đó là bởi vì bác sĩ hạt giống.두 팀으로 진행하도록 하겠습니다. 현재 구성되어 있는 팀 외에 유진아 씨로 구성된 한 팀을 더 만들도록 하겠습니다. 배우 차주현 씨가 저 사람을 사이버 보도죄의 명예훼손죄로 고소했어요. 명예훼손죄요? 우리 아저씨 아줌마가 생각하는 것보다 훨씬 더 순수한 사람이에요. 난 어때요? 자, 그럼 먼저 A팀의 발표가 있겠습니다. 저희 팀에서 준비한 행복한 길잃기입니다.